Ngày 25 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9 của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng tới sẽ là kỳ họp không giấy của Hội đồng Nhân dân huyện trong tiến trình chuyển đổi số hoạt động. Theo đó, kỳ họp thứ 9 của Hội đồng Nhân dân huyện Tuyên Hóa khóa 20 sẽ được tiến hành trong 1 ngày rưỡi, dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2023. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử để báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023 của huyện, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, đồng thời tiếp nhận những kiến nghị đề xuất của cử tri để báo cáo Hội đồng Nhân dân huyện chuyển các cơ quan đơn vị liên quan xem xét trả lời tại kỳ họp. Tùy theo điều kiện của các xã thị trấn có thể tổ chức lồng ghép việc tiếp xúc cử tri trong cùng một hội nghị cho đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp, cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cấp huyện, cấp xã cùng tiếp xúc cử tri. Thời gian tiếp xúc cử tri từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6 năm 2023. Kết luận chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung chương trình đã được thống nhất phân công triển khai xây dựng các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp để kỳ họp được tổ chức thành công tốt đẹp.